14h30 phút ngày 17 tháng 10, ông Phan Trinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang đã liên hệ qua ICOM với ông Phan Văn Bảo, thuyền trưởng tàu QNA 91892, tham gia ứng cứu tàu gặp nạn. Ông Phan Văn Bảo cho biết, hiện tại, gió tại khu vực bị nạn khoảng cấp 3, cấp 4. Do ngâm mình dưới nước biển nên sức khỏe của các ngư dân vẫn còn yếu, tinh thần chưa ổn định, chỉ ăn được cháo. Do tàu QNA 91892 đã đông thuyền viên nên đã chuyển hai thuyền viên của tàu QNA 90927TS sang các thuyền chung nghiệp đoàn. Theo ông Bảo, hiện đang liên hệ với các tàu thuộc cảnh sát biển, hải quân để đưa các ngư dân bị nạn về đất liền. Theo thông tin từ các phương tiện cứu hộ ở hiện trường, do sức khỏe yếu nên hai ngư dân ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tử vong. Cụ thể, sau khi hai ngư dân này được các tàu cá vớt lên sơ cấp cứu, nhưng do ngâm mình dưới nước lạnh quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên đã tử vong. Hiện thi thể hai ngư dân đang được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, trong ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA 90129TS bị lốc xoáy đánh chìm và QNA 90927TS bị sóng đánh chìm trên biển.